Hello, con xin chào quý vị khán giả của kênh Hội Thiện Nguyện BDS. Thì hôm nay cũng là ngày 30 tháng 8, cũng là ngày 15 âm lịch, 15 tháng 7 âm lịch đấy cả nhà. Thì hôm nay con với lại bé Đen có nhận được một ca là từ Hội Công tác Xã hội ở Bệnh viện Gia đình đấy cả nhà. Thì đưa cho chú này là mồ côi về với máy ấm tình thương ở Trảng Bom, Đồng Nai cả nhà. Thì hôm nay đồng hành trên chuyến xe 03 là có con, anh Đen. Rồi thêm một nhân vật rất là quan trọng nữa cả nhà. Một người rất là quan trọng đối với hội anh em tụi con. Thì anh Đen có chia sẻ một ít thông tin. Thì con mời quý cô chú anh chị gặp chỗ anh Đen. Rồi, xin chào cả nhà. Thì hai anh em tụi con lại tiếp tục hành trình đồng hành trên chuyến xe không đồng nữa cả nhà. Thì buổi chiều hôm nay hai anh em có nhận hỗ trợ một ca đưa chú sở về máy ấm tình thương ở bên trạm bom Đồng Nai cả nhà. Thì ca này có cô đi theo nữa, sư mẫu đi theo nữa. Rồi, cái nhà thì hai anh em vừa mới qua tới 166 để mà đón cô cả nhà. Rồi hai anh em xuống đón cô cũng như là lấy ít bánh để mà lên phát cho cả nhà ơi. Thì chuyến này có cô đi theo để mà phát quà cho cả nhà, máy ấm tình thương nữa cả nhà. Rồi thì mời cả nhà xuống nhà để đón cô cũng như nhận quà đem đi theo nha cả nhà. Rồi thưa cả nhà, thì chuyến này đi thì hai anh em cùng với cô đi thì có một ít quà để mà phát cho những cô chú cũng như những đứa em bên máy ấm tình thương. Thì trong đây có bánh và bánh trung thu cả nhà. Thì cũng như cả nhà biết rồi, sắp tới trung thu rồi cả nhà. Trung thu đem đem đi để mà chia cho cô chú cũng như các con cháu để mà ăn gần tới dẹp trung thu rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ có nhiêu mình phát nhiêu, thì chưa biết số người cũng như là ấy cho rõ. Thì bây giờ cô cũng đem một ít tấm lòng cũng như là phần quà đem theo để phát cho mọi người. Rồi thì câu chuyện cũng như hành trình như là chính ông mời đây. Chào các bạn, hôm nay là Thủy đi theo xe cứu thương không đồng của bên anh Tấm Sang để đến Bệnh viện Nhân dân Gia đình thăm một ý là đưa một hoàn cảnh vô dân cư về máy ấm sinh. Tại vì sao hôm nay Thủy theo không? Lần trước Thủy có đi một lần, cách đây hơn một năm rồi Thủy có đi một lần. Thấy ở đó những người mà ở trong ấm đó rất là thấy thương. Và cái máy ấm đó là một cái nơi mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Nói chung là vậy, cho nên cái duyên hôm nay thì xin phép hội trưởng để đi theo xe cứu thương không đồng. Rồi hãy đem theo là 30 cái bánh trung thu để mà mình sắp ra cho ở trong đó cũng rất là nhiều người luôn, người già, người nít cũng có, rồi những người bị tâm thần cũng có. Đó, là ý là vậy thôi. Rồi con mời quý cô chú anh chị đồng hành cùng với sư mẫu và hai anh em tụi con để đi lên xem tình hình thế nào. Đây bên tay trái mình là công ty Tám Sang đó, ngay góc ngã tư số 1 và tên lửa. Cả nhà mình thấy chữ Tám Sang bi đét màu vàng nha, bảng màu đen chữ màu vàng rất là lớn luôn, ngay góc gần ngay ngã tư luôn. Thank you.
cả nhà. Thì bây giờ cô cháu thì con cũng nhận được chú lên xe cả nhà. Được chú lên xe, bây giờ tiến hành di chuyển đưa cho chú về bên mái ấm an cư cả nhà. An sinh, an sinh. Mái ấm an sinh. Chặn bơm Đồng Nai. Thì đi theo anh em tụi con có anh điều dưỡng đi theo để mà bàn giao giấy tờ lên trên đó nha cả nhà. Rồi con mời cả nhà đồng hành cùng với anh em tụi con nha. Thì ông ngồi được không vậy? À, không có người thân. À, không ý ông ngồi xe lăn rồi xe đẩy rồi. Đẩy phải đẩy như là để hỏi bên điều vụ. Thì tới đây anh này tên là Nguyễn Huy Hoàng, ảnh là người không có người thân và ảnh về bị tai biến mạch máu não và thần kinh bị rối loạn. Đó cho nên thì lúc thì anh tỉnh có lúc anh mê. Anh Hoàng ơi, qua đây mình hỏi thăm ảnh coi. Cứ hỏi thăm đi. Anh Hoàng ơi, dạ Hoàng đây. Rồi, anh Hoàng, anh còn người thân ai không? Còn mình ta ở nhà, còn mình ta có đi. Còn ta mình ta không đi là sao? Quê anh ở đâu? Ở Cần Thơ ha. Em là bên anh Tấm Sang. Bên anh Tấm Sang là đưa anh xe cứu thương của em đưa anh về đây là miễn phí, không đồng á, đưa anh lên mấy ấm phân sinh ở nơi đây, để anh ở đây để mọi người chăm lo cho anh nha. Mà cha mẹ anh còn không? Còn hả? Còn mẹ anh ở đâu? Ở Thị Nghè. Giờ quê anh ở đâu? Rồi để mấy bạn đưa mấy bạn đẩy xuống cho. Rồi để kêu lên đây. Rồi không chú ngồi được á. Chú anh đi không được nhưng mà anh ngồi được. Cho nên bây giờ đang sẽ đưa đẩy băng ca xuống. Xong rồi ở đây là có những người trong máy ấm sẽ đến đón rất là tới là đón liền luôn đó. Thì đưa anh ngồi xe lăn, anh ngồi được mà không đi được nha mấy bạn. Nhìn đây nè, cảm ơn. Thôi dừng em vậy thôi. Chú về đến máy ấm an sinh. Thì máy ấm an sinh nằm ở trên cái này địa chỉ là trạm bơm, em chỉ rõ là trạm bơm Đồng Nai thôi cả nhà. Thì như cái nhà biết đây, trước mặt cả nhà thì là toàn khung cảnh của máy ấm an sinh. Thì ở đây toàn có cô chú lớn tuổi rồi có mấy em, mấy anh trai chị, nói chung là tất cả luôn, từ già đến trẻ thì ở trong này đều có. Thì có mồ côi rồi có bệnh tật là trong đây đều có hết. Thì hôm nay thì trong hành trình buổi chiều hôm nay thì có cô còn đem một phần quà nhỏ để đi theo để mà tặng cho mấy chia sẻ cái tình thương đến mấy em ăn xin. Thì hỗ trợ trên hành trình ca đi thì hai anh em cũng đã hỗ trợ xong rồi.
thì chắc em cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà. Thì hành trình như thế nào thì em xin chia sẻ đến trong video của cô cũng như là kênh Cuộc Thủy Cuộc Sống Đời Thường. Rồi xin chào hồi chào cả nhà cái rồi hai anh em kết thúc luôn hồi. Rồi con xin chào cả nhà. Thì bây giờ anh em tụi con cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi cả nhà. Rồi chú anh tới đây trên đây cũng có cái sự quan tâm khá đặc biệt đối với cô chú cả nhà. Rồi hiện tại giờ cô đang bận cái chuyện trong kia. Nên tụi con ra ngoài này để dính bánh vô thì con cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì tí nữa xong việc thì anh em con sẽ di chuyển về Hà Nội để tiếp tục công việc với cả nhà. Rồi con xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở các cái clip sau cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ, ấm no và hạnh phúc cho gia đình người và người thân cả nhà.